Đây, sóc rừng. Có con hả? Con sóc đẹp gì vậy? Sóc đẹp về với con này đẹp lên. Sóc 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 đẹp. Nè cô cô, bỏ vô cho anh mình con quay đi. Sóc đẹp. Cho con nữa. Con nó thọt ra mất á. Còn hai anh kia chốt lại ấy rồi hả? Cái hai anh kia quấn chết rồi bạn. Đây anh ăn một miếng thịt sóc thử nha. Nãy giờ nói vậy chứ còn chưa ăn. Nó mềm mà cái da nó giờ. Đây quay cảnh làm thịt sóc và nướng sóc cho quý anh em mình xem. Cảnh núi rừng nha. Đấy. Cảnh núi rừng. Mình bữa nay mình vào trong cái thung lũng của mấy anh em khai thác mật ong. Mình đi lấy mật ong về bỏ cho một số những anh em nào dưới xuôi mình cần. Đấy. Vô được quý anh em chiêu đãi hôm qua là mình thưởng thức món sóc hoan. Sóc hoan bữa hôm qua khoảng tầm mười mấy con, hôm nay thì chỉ tầm ba bốn con tiến hành mình nướng. Này đang nướng muối ớt nè. Đấy, đang nướng muối ớt của món sóc rừng nè. Còn con này đang lạc lông nè. Đây bỏ lên thui luôn. Sóc rừng. Quay cảnh ăn chơi dân dã mấy ngày trước Tết cho quý anh em mình xem. Này có một em gái trẻ trẻ đang nướng nè. Hello đi em. Đầu tóc cũng ươm vàng á. Đu đủ hươm á. Quay cái đuôi nó hết lông chứ. Dạ. Tuyệt vời không? Sóc được bình ướp gia vị muối ớt. Này ướp muối ớt thôi hả? Không phải ướp gia vị hả? Ướp muối ớt ướp vừa đỡ mặn đó nha. Đây lên chơi ăn tất niên rồi lấy mật ong về cho mấy anh em ở dưới xuôi cần. Rồi thưởng thức vài món đồ rừng luôn. Đấy. Mình cũng đang bán phân phối mật một nắng nha mấy anh em nào dùng trước Tết và sau Tết nha. Và tất cả các mùa trong năm. Dịch thì dịch chứ còn chuyện ăn là phải có. Trừ khi trái đất này sập xuống thì mới khỏi ăn thôi. Dịch thì ảnh hưởng tới xe hay là vận tải hay là bông que gì đó thôi chứ còn... Chuyện ăn uống là phải tăng cường. Mình không có đi ra ngoài quán nhiều cho nên là mình phải mua mật một nắng về bỏ trong nhà nhiều để mình nướng mình dùng. À. Thay vì mình mua mình đãi khách, mình tặng khách thì bữa nay mình mua mình ăn chơi vậy thôi. Mình là buôn bán chân tình, chân thật cho nên là cái lời mời mọc, cái lời giới thiệu trong video nó rất là ít. À. Bởi vì mình buôn bán đúng giá, xác thực, hàng chất lượng, không có phải mà quảng cáo hay là bia nhiều gì hết. Giới thiệu sơ sơ đăng bài, anh em cần là anh em mua. Nói chung mà lấy của người dư mà đem buôn bán và vận chuyển cho người cần. Cho nên nó có một cái giá thành hợp lý. Mật ong rừng nguyên chất 800 ngàn một lít. Giao đơn vị từ 1 lít trở lên. Nha quý anh em. Mật một nắng
450.000 một ký. Cho quý anh em mình lựa chọn. Cái này nướng rồi bao nhiêu phút nữa được ăn đây? Vợ biết không? Đùi, con nướng nó cũng biết luôn. Thua thấy chín là ăn thôi. Còn cái con sóc này là mình thui xong rồi mình phải mổ ruột lấy bụng ra á. Đẻ không? Kèo cho nó rụng hết. Ok mấy anh em, còn cái bàn nhậu là hiện tại đang còn ở trong kia. Đây quay cho mấy anh em mình muốn sóc nướng nãy giờ mình chế biến. Bây giờ là lên trước hai con thưởng thức nhậu với là một số các chú ở cái vùng khai thác mật ong, mấy con ở ngoài kia thì các chị em phụ nữ cũng đang tiếp tục chế biến. Đó là mình đang ngồi tại ngay tại địa phương của mấy anh em. Vô đây là vô tới ổ mật cái vùng khai thác của quý anh em luôn nha. Khỏi là nói chuyện mà sân si về mật luôn, mình không có lấy ảnh của anh em quay, lấy quay trực tiếp từ điện thoại của quý anh em luôn. Như cái ổ này là lấy được bao nhiêu mật? Ổ này lấy được nửa lít. Đây hàng mật ong nguyên chất, mình đóng hẳn vô thùng để gửi quý anh em mình luôn. Mình vừa mới lấy hàng xong là mình đóng thùng gửi luôn cho quý anh em nha. Mình quay cái địa chỉ tại cái nơi mà mình đi lấy hàng, mình chạy xuống lộ mình gửi cho quý anh em nè. Đây, ở đây có bảng là Tuy An nè anh em. Đấy, anh em thấy không? Có bảng Tuy An. Đấy, mình giao hàng cho anh em, nhận hàng tại Tuy An, mình gửi cho anh em tại Tuy An luôn nha. Mới đi chở mật gì hả? Mấy lít đi? Dạ, 2 lít. Đâu, 6 chai, 3 lít hả? Rồi, 3 lít đưa ra coi thử nha. Dạ. Đây giới thiệu với anh em là mật ong rừng nha. Mật ong rừng của núi rừng quê mình. Đây, quay cho quý anh em mình xem. Đấy, trong này có 6 chai hả? Xuống xe mở giùm ra em. Đấy, quay cảnh núi rừng yên bình cho quý anh em mình xem nha. Đẹp tuyệt vời đó. Núi ở xe kia anh em thấy không? Đó. Đây hả? Mấy 6 chai hả? Ôi 6 chai mật đợt này đẹp đấy chứ. 1 chai, 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai, 6 chai. Đây, 6 chai mật đẹp long lanh tuyệt vời. Tăng sáng lên thấy màu cho nó sáng. Này anh em, màu đẹp, rất là đẹp ha. Đây mới nhờ em chạy đi lấy mật về nè. Đấy, xe ở trên chạy chuyên chạy địa hình nè. Xe chuyên chạy địa hình nên nhìn nó rất là hầm hố. Đấy, quay cảnh núi rừng, những cái cung đường cái nơi mà mình đi lấy mật cho quý anh em mình xem. Đây, thì hôm bữa giờ là mình ít cái đăng bài bán mật, nhưng mà cũng có một số anh em nhờ nên là mình mới lấy, cũng nhận nhân tiện bữa nay mình đi về phía vợ đã ăn tất niên. Đó, về phía vợ đã ăn tất niên cho nên là mới lấy anh em được.
Bởi vì bình thường là đường xé đâu, xe xuôi đỡ bịt bóng chút nữa đừng gom lại nhá. Vì đường xé nó không xe xuôi cho nên là đi nó cũng lần đi từ nhà mình đi ra ngồi này là hơn 50 cây số. Đấy, cho nên là bữa nay nhân tiện là anh em nào đặt hàng là mình lấy hàng về cho anh em dùng trước Tết. Mặt này mặt rừng nguyên chất nha mấy anh em. Đó. Ở đây không có mặt lai tạp bậy bạ. Đó. Mấy anh em mình thoải mái mua về sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Mình không biết là mấy anh em sử dụng về mục đích gì. Nhưng ngoài đó là cái nhu cầu của anh em. Còn nhiệm vụ của mình là chỉ làm tốt, tìm cái nguồn mật chính xác và nguyên chất nhất cho quý anh em mình. Đó, để cho quý anh em mình sử dụng. Bởi vì anh em biết đợt này mật nó rất là khó. Bởi vì mình đợt này là hết mùa mưa rồi. Mà thường thường là tới mùa mưa là không có mật. Cho nên là phải nhờ thằng em điện giùm, nhờ thằng em chạy xuống lấy. Nãy là nhờ mấy người quen, họ điện những người quen rồi mới sang em chạy tới lấy. Bình cũng không có rành đường xé đi ở đây. Đó, bữa nay live stream 6 chai mật này là rất là đẹp cho quý anh em nha. 6 chai này là khách hàng đặt hết rồi nha. Khách hàng đặt hết rồi. Và cỡ tiên sư chiêu này là phải là tháng 8 rồi đó. Mình biết là tới tháng 8. Lại biết tới tháng 8. Tháng 8 mùa mưa nghỉ à? Tháng 9 là nếu cái năm mà mưa trở thì cũng đang lấy tới tháng 9 luôn. Dạ. Còn năm mà mưa sớm là tháng 8 nghỉ. Như ăn ăn Tết rồi xong là cỡ tháng mấy bắt đầu mình lấy lại được ta? Tết là qua tiên sư. Quê xuân này bắt đầu là tiểu. Dạ. Vậy là mới đầu năm là đi lấy cá mật rồi hả? Dạ. Đi hẳn lên núi mình đây luôn hay sao? À, ở dưới khu vực bờ suối quanh quanh khu vực này là cứ là nắng nắng ấm lên mà có hoa là bắt đầu là đi đi lấy mật được, làm kết tổ. Đó, đi vô kia mà đó hồi ông á. Ờ. Lấy khối lại đâu mà khung lại lớn đây mặt rồi đó. Đây đi là đi đi dọn keo mà lấy luôn cái ổ ong này. Đấy. Đấy. Quay ảnh trực tiếp của người anh em đi lấy mật đưa ảnh cho mình coi nè. Mình đang ngồi tại núi rừng luôn. À. Đầu năm là mật là chất lượng nó ngon nhất hả? Đầu năm nó không có qua mà khi mà qua mùa nghỉ thì nó ngon hơn. Dạ. Yeah. Thì nó ngon hơn. Bởi vì mùa mưa nhiều khi mùa mưa nó nhiều vô. Đúng rồi. Lắm mật hơn thì không phải mùa tháng 4, 5, 6. Dạ. Mùa mà nắng nắng gắt á là chất lượng mật là tuyệt vời nhất. Còn mùa mùa nay là mình phải trữ trữ mật từ tháng kia thôi. Tới xong rồi lấy này. Ổ đi là hầu đi lấy be sụy. Đến đâu em này hầu mặc ra xong cột lên lại. Đỡ nó lấy mặc lại. Em lấy lần sau bị sụy nữa. Rồi nấu nấu đi kim ông em nấu có ấy. Rồi ra đục phá hết đâu. Rồi đâu. Không có mới nữa. Giặt bớt sạch. Hầu bỏ lên cho bò ấy. Đó là mình biết ấy. Chuột ổ bự lắm. Thấy sách ổ mà có mà có đồ mình này. Mà trở tay qua trở tay lại biết rồi chưa. Ổ mà cờ nửa lít lên chắc là. Be sụy. Nếu mà mình dùng là sao mà và tháng 4 năm 2 tháng đấy là mùa mật. Trung khói lên cái đầu bay còn ở đâu đấy, vì lên mình lượm mấy con chuối cái ạ. Bỏ trong cái sò ấy. Nhớ nó lại, không để cái nó đu lên thì đấy biết đâu mình làm việc như bò đây. Mình lấy cái ke đâu mình rọc mặt xuống.
đầu mình đầu tiêu cái ổ mà mình lựa chỗ nào mình ngon tiêu luôn. Mình bắt ông chúa để chừng mình lấy mật rồi, mình lấy lại cái tàn đây mình treo lên lại hả? Treo lên lại, anh reo ví dụ reo cái liều canh treo lên vài bẻ hết, liêm là cho anh reo nhầm móc đấy, là cho mình bắt ông chúa nhốt đầu đâu, móc ra vào đấy cái đầu cái bài để nó chiến ra đấy, cái nó vô ổ mình thẻ ông chúa reo. Bỏ anh ông chúa vô kia là cho rồi bê là cho mình quấn à, là cho mình quấn à, nhét hai đầu lại. Khói còn hơn quá, hồi đầu cái mày đừng có đỡ cái kiểu cổ nữa, mày hơi hớt cái chắc chân tàng rồi mày chỉ cái khác một kẹp vô. Kẹp cột cho dây nó không ngon nó ở. Kẹp vô là nó hơi lắm. Nó xấu lắm đâu có ở. Nó mừng hơn nó làm. Đây mình quay lại những cái đoạn phim mà từ điện thoại của anh em mình đi lấy mật rồi anh em quay trực tiếp của điện thoại của anh em luôn nha. Ủa cái ổ này nó làm trên cây nhưng làm hình như cũng hơi sắc sét đất hơn. Ổ nhỏ xíu dễ thương rồi đây. Ổ đấy nó nhỏ xíu là to bên người dựa nhỏ đấy vậy à. À dài mình cũng quất luôn chứ đỡ lại người khác lấy sao. Lấy liền rồi chứ. Đây đi cắt cỏ gặp. À này là anh em đi cắt cỏ làm vườn. Đây là cần cần lấy ổ anh. À quất luôn. Đó. Quên cho ai vậy anh? À, mấy anh chị em ở địa phương đi làm vườn gặp khai thác luôn. Có nghe giọng bạn nữ ở trong điện thoại nói không? Có mật không mà chứ? Mật đầy vậy đó. Đây nè, đấy. Như cái ổ này lấy được nửa sợi không? Được ly tre vậy à? Ủa được ly vậy à? Nó nhỏ xíu à. Ủa ăn một cầu chút xíu nó mới tạch đen à. Cái này phủi ra hết xong nhai ăn luôn. Khát nước. À. Ông này là ăn cái này. Ông rùi nè, nhức quá, không có mặt gì đâu. Mấy cái gì được? Về đây rất là sung. Đây mình quay cảnh anh em đi cắt cỏ xong rồi cột trên sợi dây nè, thẻ sợi dây cáp á, thẻ nó chạy xuống tới cái đường chính của mình luôn. Đấy. Chân thật à. Làm tiếp ôm nữa hả? À? Mấy ôm quy quy gieo đi. Tam giác móc lên tam giác luôn. À đấy cột cỏ lên thòng sợi kép trượt xuống hay á. Đỡ tôn công kép này lớn không ta? Sợi dây sắt á. À chơi sợi dây sắt à?